Ơi, Văn Phẩm Thành Nhân xin thân chào các bạn nha. Hôm nay mình xin đến các bạn một cái sản phẩm mới, đó chính là xe điều khiển nha các bạn. Đây là siêu xe điều khiển nha. Thì lần này cửa hàng về rất là nhiều, tới hai mẫu lận và là chính xác là hai hộp đó, là gồm hai màu khác nhau là màu cam và màu đỏ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Màu đỏ thì mình nãy mình mở ra mình test trước cho khách lại mình giao á. Bây giờ mình mở thường là giao cho khách thì mình mở mình test trước đó. Thì mình có ship code và bán tại cửa hàng. Cửa hàng mình thì ở địa chỉ là 51/6 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6 nha các bạn, kế trường tiểu học Kim Đồng đó. Rồi ok đó, sau này mình mở ra nha các bạn. Đây, xe màu cam và xe màu đỏ, xe nào cũng đẹp hết trơn, mỗi xe nó có một cái phong cách riêng. Màu đỏ thường là dành cho người dạng mà rất là sôi nổi ha, màu cam nó dạng cũng rất là nóng bỏng nhưng cũng không có kém gì. Thì ở đây là mình mở phía dưới ra, thì ở cái loại này thì cái xe này vô siêu xe các bạn, bây giờ nó rất là mạnh, bây giờ nó có 4 cục pin là các bạn. Rồi, 4 cục pin là để mình ráp vào, tại nãy mình test thử cho khách, mình còn để bên đây, mình chưa mở ra. Đó, sau đó các bạn mở ra. Đó, các bạn mở ra. Thường á thì xe điều khiển thường là 3 cục các bạn, nhưng mà sau này không biết sao, những cái dòng mà sau này á, những cái dòng, nhất là những cái dòng mà xe mạnh á, thì thường người ta làm luôn 4 cục để tăng cái năng suất động cơ lên bạn. Chạy nó lẹ hơn, thì đồng nghĩa nó sẽ hao hơn. Nhưng mà được cái là chạy rất là lẹ các bạn, khi mà các bạn điều khiển những cái xe mạnh đó, thì mình sẽ là khoái hơn các bạn, mình sẽ khoái hơn đó. Đó ok rồi, bây giờ mình sẽ lắp vô đây cho các bạn xem ha. Đó, đó mình cứ lắp vô thôi đó. Các bạn cứ nhớ khi nào mà cái đít bằng á, thì là cái lò xo vậy thôi. Cho ví dụ mà các mẹ bỉm sữa thì nào mua cho con thì cũng biết lắp, nó cũng đơn giản lắm. Mình lắp mà mình thấy không chạy á, thì mình cứ tại thường khi mà mua á, thì mua tại cửa hàng mình thì mình test tại chỗ cho người ta xem luôn đó, cho khách hàng xem luôn. Ví dụ mình ship code thì mình cũng test trước, rồi mình cũng quay clip cho khách khi ở xa người ta nhận hàng thì người ta cũng biết là ở đây mình cũng có test rồi chứ không phải là không test đó. Thì khi mà mua tại cửa hàng mình thì mình cũng test cho người ta xem ok rồi mới nhận hàng đó. Rồi thường á các bạn về các bạn chơi á, nhiều khi các bạn thấy nó yếu yếu mà không hoạt động á, các bạn đừng nói hư nha các bạn, mấy bạn biết sao không? Lý do dạng muôn thở luôn, nó chính là hết pin nha các bạn. Rồi đó, sau khi mà các bạn gắn vô thì các bạn nhớ là bật nút on này cho mình, có nghĩa là bật nút on của cái xe đó. Và bây giờ là các bạn thấy hai cần điều khiển không, bên tay phải thì là nó rẽ hướng nha các bạn, đó các bạn thấy không nè, đó rẽ hướng phải, và này là rẽ hướng trái, đó rẽ hướng trái. Và cái lẫy bên trái thì là tiến lên, đó tiến lên và lùi xuống. Thì khi mà các bạn tiến thì nó có đèn chớp nữa các bạn, đó như ta gọi là cái đá đèn các bạn. Đó các bạn thấy không, chạy rất là lẹ, mình không có để cứng ga nha, nhưng mà chạy rất là lẹ, cực kỳ lẹ luôn đó. Ok nha bạn ha, đây là một cặp ha, tuyệt vời luôn. Rồi bạn nào mua sản phẩm này thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0387278778, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng mình tại 51/6 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6 gần trường tiểu học Kim Đồng nha các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye các bạn. Mình thì có kênh YouTube và các kênh TikTok luôn nha các bạn. Các bạn nào muốn xem kênh nào thì xem. Rồi xin chào bạn nha. Bye bye.